Nội thất được làm từ gỗ cẩm lai có xuất xứ từ Việt Nam, Lào, Campuchia, luôn là những cái món hàng hot được các đại gia săn đón. Những ai đã có kinh nghiệm có thể rất là dễ dàng trong việc mà lựa chọn và mua sắm những cái sản phẩm bằng nội thất gỗ cẩm lai này. Nhưng còn những khách hàng mới hay là những người đang tìm hiểu về dòng sản phẩm nội thất gỗ cẩm lai sẽ rất là khó trong việc mà đưa ra quyết định lựa chọn được một cái sản phẩm gỗ cẩm lai phù hợp. Và ngày hôm nay Sơn Đông sẽ gợi ý cho quý khách cách lựa chọn sản phẩm nội thất gỗ cẩm lai đúng nhất. Điều đầu tiên là chúng ta phải xác định được cái dòng nội thất được làm từ gỗ cẩm lai có xuất xứ từ Việt Nam, Lào, Campuchia đang là cái dòng gỗ quý hiếm và có giá trị bậc nhất hiện nay. Để sở hữu được một cái sản phẩm gỗ cẩm lai đẹp như thế này thì mức giá sở hữu của nó phải lên đến hàng trăm triệu đồng. Điều đầu tiên mà chúng ta nên chú ý phải quan sát khi mà lựa chọn nội thất gỗ cẩm lai đó chính là nhìn vào cái màu sắc và cái tôm gỗ của nó. Ở đây thì nội thất gỗ cẩm lai sẽ có cái phần thịt gỗ hơi màu xỉn màu một chút. Và đi kèm bên trên là những cái đường nét vân gỗ cẩm lai có màu sắc là màu đen. Về cái hình dạng của vân gỗ cẩm lai thì nó luôn luôn thể hiện được cái độ sắc nét, cái độ uốn lượn của nó không theo bất kỳ một cái vi lực nào. Và ở đây thì quý khách hàng có thể thấy được những cái đường nét vân cơ bản của loại gỗ cẩm lai tại nội thất Sơn Đông. Và thêm một điểm lưu ý nữa thì hiện nay cái dòng nội thất gỗ cẩm lai xịn đang ngày càng khan hiếm. Chính vì vậy mà đường kính của những cây gỗ cẩm lai cũng khá là nhỏ. Quý khách hàng nên chú ý khi mà lựa chọn được những cái sản phẩm người bán giới thiệu là gỗ nguyên khối, nguyên tấm với chất liệu là gỗ cẩm lai xịn. Và thêm một điều để tạo nên giá trị cho cái sản phẩm nội thất gỗ cẩm lai tại Sơn Đông đó chính là sản phẩm luôn được lọc giác kỹ lưỡng. Và tỷ lệ lọc giác phải lên đến là hơn 98% thì mới được gọi là một cái sản phẩm nội thất gỗ cẩm lai hoàn chỉnh và có giá trị. Và để tránh phải tình trạng mua phải hàng dởm, hàng kém chất lượng bị pha tạp thì quý khách hàng khi mà lựa chọn nội thất gỗ cẩm lai phải kiểm tra cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trên và dưới để xem cái vân gỗ có đi đồng nhất với nhau hay không. Vân gỗ phần mặt trên thể hiện như thế nào thì phần mặt dưới phải giống y như vậy. Đó mới chính là một cái sản phẩm gỗ cẩm lai không bị chấp ghép hay là pha tạp. Và tóm lại là có rất là nhiều cách để kiểm tra được một cái sản phẩm nội thất gỗ cẩm lai có chất lượng. Nhưng quan trọng nhất là vị khách nên tìm mua cho mình những cơ sở nội thất có thương hiệu và uy tín trên thị trường. Và hiện nay thì nội thất Sơn Đông đang có cung cấp đầy đủ những cái sản phẩm nội thất gỗ cẩm lai. Ví dụ như là bộ bàn ghế chạm kỳ lân gỗ cẩm lai với kích thước tay cọc 12 bao gồm 10 món. Mọi thông tin chi tiết thì quý khách có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline là 0898839612 hoặc đến trải nghiệm trực tiếp cửa hàng nội thất Sơn Đông Cần Thơ, địa chỉ là số 99B, đường 3 tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và video chia sẻ kinh nghiệm về lựa chọn nội thất gỗ cẩm lai đến đây là hết. Rất cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi.